mến chào các bạn. Thì ở video trước đó, mình đã hứa là sẽ bật mí cho các bạn về cái cách nấu sữa chua Nha Đam. Thì hôm nay mình sẽ bật mí cho các bạn về cái cách nấu sữa chua Nha Đam nhé. Mời các bạn vào xem. Trước hết thì cái Nha Đam này mình đã bào sẵn và ngâm với nước muối một tiếng, nửa tiếng thôi các bạn, nửa tiếng, và mình đã vớt ra và rửa sạch lại bằng nước lạnh thật nhiều lần để cho nó bớt đi cái nhớt thôi các bạn, để cho nó hết cái chất nhờn, chất nhớt của nó. Thì bây giờ để mà làm cái sữa chua Nha Đam này thì mình sẽ cần cái nguyên liệu như thế. Cái này là bịch sữa chua không sữa tươi không đường. Còn này là hũ sữa chua không đường luôn. Còn này là sữa một lon sữa ông Thọ. Và đường nữa nha các bạn. Thì để mình làm thì mình sẽ xếp cái Nha Đam này ra thành cái hạt liệu các bạn. Mình sẽ xếp thành cái hạt liệu. Để mình bỏ vào cho nó ngon. Cái này rất là trơn nên là hơi khó làm các bạn, mặc dù mình đã ngâm với nước muối và mình rửa sạch rồi nhưng nó vẫn còn rất là trơn, bởi vì cái Nha Đam này nó chứa một lượng nước rất là nhiều. Nha Đam này là những ai mà bị sốt á các bạn, bị lên cơn sốt á, thường hay là dễ bị mất nước á. Hoặc là mình đi phân lỏng là dẫn đến tình trạng thiếu nước á, thì mình cần bổ sung lượng nước á. Mình ăn cái Nha Đam này rất là hiệu quả luôn. Cái lượng nước ở của Nha Đam này nó đáp ứng rất là cao. Thank you.
nên nhớ khi mà mình gọt gọt vỏ nha đam rồi mình sẽ ngâm nước muối cho nó giảm mủ, nó sẽ loại bỏ bớt cái chất mủ và cái chất nhờn nha các bạn, và đánh nữa các bạn, và nó cũng sẽ giảm bớt cái vị đánh đi, bớt đi. Cách làm sữa chua nha đam này ăn rất là mát, và mình một tuần mình ăn lần hay hai lần rất là tốt cho da các bạn, rất là tốt cho da của chị em phụ nữ chúng ta. Nói về cái cách mà làm đẹp á thì mình rất là siêng các bạn, bởi vì mình trồng những cái cây mà nói về làm đẹp không các bạn, mình rất là siêng làm, và những cái món ăn vặt á các bạn, cái chuyện đó mình giỏi lắm, còn những chuyện khác là mình chịu luôn. Về món ăn vặt và làm đẹp á là mình rất là siêng luôn. Nha đam này nhà mình trồng nhiều lắm các bạn, nhưng mà lúc rảnh thì mình làm xiên mình làm, lúc lười thì để cho nó tốt mù luôn các bạn, tốt mù, và nó ra nhiều quá mình có khi mình giục, mình nhổ mình giục bớt đó các bạn, bởi vì nó mệt cái con nhiều lắm. Cái này dễ trồng lắm các bạn. Những ai mà bị những chứng bệnh về gan thận đó, gan thận đó thì nên hạn chế bớt các bạn, bởi vì cái này á nó rất là tốt cho gan thận, nhưng mà
một khi mà gan thận nó bị tổn thương rồi á, mình ăn vào thì nó sẽ gây ra hại chứ không có tốt nữa nha các bạn. Sắp xem rồi các bạn. Bởi cái này rất là trơn nên là không, mình không dùng bao tay được. Nó trơn lắm các bạn. Dùng bao tay nó khó làm. Hiện tại trên thị trường đó, các bạn như các bạn đã thấy đó, thì sữa chua Nha Đam, nước uống nước yến Nha Đam, nước ngọt cũng làm từ Nha Đam, rất là nhiều từ Nha Đam. Nhưng mà những cái nước đó thì họ bỏ chỉ có một phần nho nhỏ thôi, còn cái này mình làm cái món này là vừa vừa đảm bảo vệ sinh này, vừa đạt giá trị dinh dưỡng cao luôn các bạn. Rất là nhiều quá. Còn mấy miếng nữa các bạn?
Rồi mình đã hoàn thành xem cái sách hạt liệu, nha đam hạt liệu rồi. Đây các bạn thấy đẹp không? Rồi bây giờ mình sẽ úp đường vào trong cái nha đam này. Đường vào nha các bạn. Úp đường vào cho nó thấm. Mình sẽ bỏ thêm một chút đường nữa. Để cho nó thấm, cái nha đam này mình đã úp đường rồi các bạn. Để cho nó thấm, bây giờ mình sẽ nấu nước, nước sữa, nước đường, nấu nước sữa nha các bạn. Mình sẽ nấu nước sữa. Hồi nó tan cả rồi mình sẽ nấu. Rồi chưa chua để dẹp nó nguội, mình mới đổ vô nha các bạn. Bây giờ mình nấu cái nước sữa này cái đã. Chờ sữa nó sôi các bạn. Để làm sữa chua nha đam này rất là đơn giản. Cái điều khi mà mình xách nha đam nó hơi nó trơn trơn khó xách thôi. Xếp thành hạt liệu liệu rồi các bạn, cho nó đẹp. Các bạn thấy hạt liệu không?
Tùy theo cái nhà ra mà tùy theo mình nấu nhiều hay nấu ít nha các bạn. Mình nấu nhiều rồi thì mình cho lượng cái nha đam mình úp vào trên nha đam này này, mình úp vào nha đam này, nha đam này thì tùy theo mình làm nhiều mình úp nhiều, làm ít thì mình úp ít. Mình để thấy cho các bạn thấy nước sữa, chờ nước sữa nó sôi lên là mình sẽ đổ cái nha đam úp đường vào, mình sẽ nấu sau lên nữa. Cái nước sữa này là mình sẽ cho một ít nước 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 lạnh nha các bạn, một ít nước lạnh vào xem, mình đổ sữa và sữa sữa tươi không đường nữa, đổ sữa lon và sữa tươi không đường vào. Mình trộn đều lên cho nó tan hết cái sữa đặc đi, rồi mình sẽ đun cho nó sôi lên, nó gần sôi rồi, đun sôi lên rồi mình sẽ đổ cái phần nha đam vào. Nha đam này mình làm á, khi mà mình làm cái món ăn sữa chua nha đam này á, nó vừa tốt cho cái hệ men tiêu hóa của mình và vừa đẹp da, nó tốt cho cái về cái gan thận, cho cái bộ gan thận là chủ yếu là nó lẹp thải những cái chất độc hại các bạn, và nó sẽ cái món này sữa chua nha đam này là nó sẽ bổ sung vào cái cho cái thận và gan, giúp cho cái thận và gan nó bài tiết hơn, nó thải ra những cái chất độc hại dễ dàng hơn. Và ở video trước mình đã nhắc nhở đến các bạn là về những cái tác hại về cái nha đam này các bạn, nên là các bạn lưu ý cho mình nhé. Những chị em mà khi mà mang bầu á, các bạn nên đừng đừng có dùng nha các bạn, vì các bạn dùng thì nó sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Khi mà mình và có nguy cơ là bị sảy thai, hoặc là khi mà mình sinh em bé ra thì em bé sẽ bị khuyết tật đó các bạn. Nên là các bạn lưu ý mình khi mà dùng cái nha đam này, là những chị em phụ nữ mà mang bầu đó, nên là chú ý mình về cái vấn đề đó dùng mình nhé. Còn những chị em mà dưới 12 tuổi đó các bạn, dưới 12 tuổi cũng không nên dùng. Thơm mùi sữa lắm các bạn, thơm mùi sữa. Gần sôi rồi, công dụng của nha đam này là làm rất là nhiều luôn các bạn, nên là mình chỉ sơ lược những cái ý chính về
nha đam thôi, chứ còn công dụng của nó rất là tuyệt vời. Và những tác hại của nó là mình cũng nhắc nhở đến các bạn rồi. Còn công dụng của bạn của cái nha đam này rất là nhiều. Nếu các bạn nào thắc mắc thì các bạn hãy truy cập vào trang web của mình Mọi Thứ Trên Đời, hoặc là các bạn lên logo các bạn gõ là công dụng của nha đam thì các bạn tìm hiểu thêm. Chứ còn công dụng của nó rất là nhiều luôn các bạn, mình chỉ nói những cái ý chính cơ bản đó thôi. Gần suối bọt luôn hả? Cái nha đam này các bạn nếu mà không làm sữa chua nha đam, các bạn nấu chè thì nấu chè, cái cách nấu chè cũng rất đơn giản các bạn. Các bạn cũng sẽ làm như thế này, gọt vỏ đi, các bạn ngâm với muối, rồi các bạn vớt ra rửa sạch với nước lạnh nhiều lần. Các bạn để ráo đây, các bạn xếp hạt liệu, tùy theo các bạn, nếu xếp hạt liệu các bạn xếp, còn các bạn xếp kiểu sao thì tùy nhé. Còn để nấu cái chè thì các bạn sẽ đun nước lạnh đó các bạn, với đường phèn các bạn bỏ rồi khi mà đun đường phèn lên cho nó sôi cho và hòa tan cái đường phèn cho ra hết. Xong rồi các bạn sẽ đổ cái nha đam vào, các bạn nấu cho sâu lên, các bạn để nguội, các bạn dùng thôi, rất là đơn giản luôn. Cái sữa chua này thì mình sẽ khi mà mình sẽ nấu xong rồi mình sẽ đổ cái này vào, xong mình nấu cho nó sôi lên và sau đó mình sẽ để nguội, để cho nó nguội thật nguội, xong mình sẽ để đổ cái hũ sữa chua này vào, rồi mình sẽ đổ vào cái ơ đậy cho kín và ủ 7 hoặc 8 tiếng đồng hồ. Sau đó mình sẽ khuấy đều lên rồi dồn vào chai hoặc vào cái hũ nhỏ nhỏ các bạn, hũ mà để đựng sữa chua ấy, hũ nhỏ nhỏ hoặc là bị gì đó các bạn dồn vào, các bạn để tầng đá rồi các bạn ăn nhé. Đã sôi lên rồi các bạn, sủi bọt lên rồi. Rồi mình sẽ đổ nha đam vào. Các bạn thấy đẹp chưa? Trông rất là đẹp luôn. Thấy thích không các bạn? Nhìn thấy những cái hạt liệu rất là đẹp luôn. Hấp dẫn quá. Mình chờ cho nó sôi lên là mình sẽ để cho nó nguội.
Các bạn thấy hấp dẫn chưa? Rất là hấp dẫn luôn. Như thế là thì để khỏi tốn thời gian của các bạn thì như thế này á, các bạn nấu cho sâu lên rồi nhớ để cho nguội, thật nguội, rồi mình sẽ bỏ sữa chua vào nhé các bạn. Rồi mình sẽ đổ ra về cái ca này, rồi mình đậy nắp cho kỹ, mình ủ 7 hoặc 8 tiếng rồi mình mới vào bị hoặc vào những cái hũ nhỏ nhỏ để mình để trên trần đá rồi ăn nhé các bạn, rất là tuyệt vời luôn. Thôi video đến đây mình xin kết thúc, bởi vì khi mà chờ cho nó sôi lên và để nó nguội á thì tốt thời gian của các bạn, nên là mình nói cách làm như thế các bạn làm thôi. Để khỏi tốn thời gian của các bạn nên là mình nói như thế để các bạn làm. Để chờ nó sôi lên thì rất là lâu và để nguội nữa rất là lâu. Nên là video của mình đến đây kết thúc. Nếu các bạn nào mà thắc mắc á thì hãy comment bên dưới, mình sẽ mình biết thì mình sẽ mắc cho các bạn. Bởi vì những cái món ăn vặt này là mình tự nấu mình ăn thôi, nên là không có phải là chuyên nghiệp giống như là những người họ làm họ bán. Nên các bạn thích cái cách chia sẻ của mình á, các bạn hãy ủng hộ mình nhé. Hãy đăng ký kênh mình và đồng hành cùng với mình nhé các bạn. Mình cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào.